Uống đi. Uống vàng đi. Đó đi. Hả? Ừ, để anh, để anh. Ngại gì nữa. Ngại đâu. Em uống đi. Uống ít quá vậy. Uống gì sâu xỉn nữa. Nè, uống đi. Chạy đi em ơi. Chạy đi vui mà. Ôi trời ơi, anh kênh đó hả? Hôm nay ngọn gió nào đưa anh tới đây vậy? Không sợ bạn gái giận nữa hả? Chắc là bạn gái của anh hầu hạ không được tốt rồi, nên phải tới đây giải quyết nhu cầu có đúng không? Anh thích dạng nào, cứ nói với tụi em. Dịu dàng hay nóng bỏng đều có. Hay là anh thích cả ba đứa tụi em luôn một lượt ha. Tụi em cũng sẵn sàng phục vụ anh hết á. Anh bị điên rồi hả? Đau quá à. Tôi không thích. Không thích thì nói rõ ràng được mà, đâu cần phải động tay động chân vậy chứ. Nhìn đi, bầm tay người ta hết rồi nè. Xin lỗi cô. Thôi chúng ta đi. Đi. Bực bội. Cậu làm sao vậy? Tâm trạng không tốt hay là không vừa lòng mấy em ở đây? Hôm nay tôi không có hứng. Vậy mà trước đây cậu lại luôn là người chủ động chứ không phải tụi nó. Hay là thấy chưa hợp? Có một em mới vào, đẹp, lại rất biết cách chiều, cậu hứng thú chứ? Tôi không hứng thú. Hình như từ lúc tôi mất trí nhớ, tính tình cũng đã thay đổi. Vậy là cậu thật sự mất trí nhớ chứ không nói giỡn? Không phải giỡn đâu. Nếu vậy cậu có còn nhớ tôi với cậu đã thỏa thuận gì không? Tôi nghĩ có lẽ phải nhờ chị Sỏn nhắc lại rồi. Trước đây chúng ta đã thỏa thuận những gì? Giờ tôi không thể nhớ ra. Thì là chuyện cậu có chứng cứ giúp tôi hạ Tony. Cho tôi xin lỗi, làm chị thất vọng rồi. Bởi vì tôi thực sự không nhớ gì cả. Được rồi, cậu không nhớ cũng được. Dù sao thì thỏa thuận vẫn bình thường. Hoặc nếu cậu thấy giá cũ có gì không phù hợp, muốn thỏa thuận lại thì cứ nói. Tôi biết rồi. Thiệt mà. Anh Xuân Anh. Ngọn gió nào đưa anh tới đây ngày hôm nay vậy? Hay là nhớ tụi em quá nên tới đây hả? Lâu rồi không gặp, anh vẫn đẹp trai quá chừ. Hôm nay tôi có hẹn với chị Sỏn rồi, đi trước nha. Lần nào tới đây cũng chỉ suốt ngày là công việc thôi. Tới chừng nào anh Xuân Anh mới chịu mềm lòng đây? Khi nào anh suy nghĩ lại thì nhớ gọi cho em đó. Cho tôi qua nha. Đừng tiếc nữa. Bà này. Đi đi. Đi. Lì hả?
Mau ngồi đi. Đây. Cảm ơn chị. Sao cậu để mặc thằng Gân xông vào băng bắt đầu một mình vậy? Vì không có lệnh của Tony. Tôi không muốn làm gì trái mệnh lệnh hết. Vậy thì nói chuyện của chúng ta đi. Tướng Di Xuyên hẹn thời gian để giao hàng rồi đó. Khi nào vậy? Vào chủ nhật tuần sau. Rồi giao nhận hàng thế nào? Chắc là phải thử hàng trước đã. Rồi tướng Di Xuyên mới gọi điện hẹn rõ địa điểm. Nhìn kìa, đẹp trai quá à. Khoan đã, về luôn sao? Không chọn được con bé nào hả? Tôi Dũng không thích mà. Tôi biết cậu không thích dạng này. Nhưng người con gái mà cậu thích lại là Qua có chủ. Tôi nói giỡn thôi. Cậu về chuẩn bị cho kỹ đi. Xuân An, anh kiếm tôi hả? Tôi đi công việc cho ông chủ ở gần khu này. Thấy có tiệm bánh ngon chắc cô sẽ thích. Nên tôi mua đem qua để cô ăn thử. Cảm ơn anh nha. Nhưng mà tôi ăn hơi no. Hôm nay tôi được ăn cơm do anh Gân nấu đó. Chính tay anh ấy nấu luôn. Thật sự rất là ngon. Tôi không nghĩ là anh Gân có thể nấu ăn được. Tôi tới trễ quá rồi. Tôi về trước đây. Chào cô. Cảm ơn anh nha Sunan. Nhưng lần sau anh không cần vậy đâu. Tôi sợ anh Kinh nhìn thấy sẽ không hay. Rồi lại cãi giả nữa. Ngủ ngon nha. Ngon miệng nha. Em không chịu ăn nên ốm đi rồi đó, ẩn hương à. Ăn nhiều nhiều vô chứ. Chị đảm bảo lần này sẽ không để cho mấy em chết nữa đâu. Không biết mấy em cá bảy màu kia sống chết ra sao rồi. Cái ông Sunan đó, biết có nuôi được không nữa. Không thấy gọi mình. Hy vọng là không gặp phải vấn đề gì. Cô tên Cha Ba hả? Cười cái gì vậy?
Tên của cô rặt thái quá. Còn anh, anh tên là gì? Sunan. Ông trời, còn quê hơn tôi nữa. Em nhìn mặt chị như vậy là có ý gì đây hả? Chị chỉ lo lắng không biết là anh ta nuôi cá bảy màu có được hay không thôi, chứ có chuyện gì đâu mà nhìn dữ. Chúng tôi đã cố gắng hết sức để cứu chữa cho cô ấy, nhưng do vết thương quá sâu và quá nặng cho nên bệnh nhân đã ngừng thở. Bim. Nói sao? Cậu muốn vụ cọp ra khỏi hang sao? Dạ phải. Nếu không làm vậy sẽ rất khó buộc tội hắn. Cậu nói cũng rất có lý. Chúng ta theo dõi từ lâu, vậy mà vẫn chưa thể buộc tội được hắn. Vậy cậu nói đi, kế hoạch của cậu là sao? Người của tôi muốn chúng ta giả vờ bắt cậu ấy, để bọn chúng khỏi nghi ngờ tại sao cậu ấy lại thất bại. Chắc chắn sau vụ bắt bớ này, tên Tony nhất định sẽ đích thân thực hiện vụ này. Kế hoạch có vẻ rất hay, cậu cứ như vậy mà thực hiện đi. Nhưng mà nhân viên cảnh sát đi bắt người của cậu, cậu phải nhớ chọn người nào kém nghiệp vụ một chút, vậy mới giống như thật và cũng đáng tin hơn. Tôi đã có sẵn ứng cử viên thích hợp rồi.
ngon quá. Sao nhìn cô sung sướng quá vậy? Ôi trời, thôi mà, lâu lâu chúng ta mới được ra ngoài làm việc ở một nơi đẹp đẽ như vậy thì phải thư giãn một chút chứ. Tâm trạng nhẹ nhàng thư thái. Nè cho ba, tôi cứ câu đi làm việc, đâu phải đi chơi. Không phải đội trưởng dặn là phải tỏ ra dễ tự nhiên sao? Nhưng mà cũng đâu cần phải tỏ ra tự nhiên quá mức. Dạ. Nhìn kìa, hai người đó chỉ cần cùng nhau nắm tay lại là y chang một cặp tình nhân. Vậy thì có liên quan gì tới công việc của mình? Dạ, hay thiệt á. Hay. Mục tiêu xuất hiện. Alo. Là cô bác Sỏn đúng không? Phải. Sẵn sàng để nhận hàng chưa? Rồi. Vậy cử người tới điểm hẹn chờ nhận hàng đi. Hay quá. Hàng ok. Buổi tiệc sắp bắt đầu rồi, mọi người chuẩn bị sẵn sàng.
Mọi người chú ý tên đàn ông đội nón màu đỏ. Đã thấy người đàn ông đội nón đỏ. Sao lại là anh ta chứ? Bám theo người đàn ông đội nón màu đỏ. Còn bên đây thì sao? Để tôi tự xử lý. Dạ đội trưởng. Dạ. Sao rồi? Đã sẵn sàng. Anh ấy cùng một băng với bọn quái gì em sao? Canh bọn chúng vừa giao hàng thì ra tay liền. Mày chạy đâu cho thoát? Mau khoanh tay chịu trói đi. Gì đây? Thái độ thách thức công lý hả? Sao bỏ mặt đồng nghiệp luôn rồi? Đứng lại. Trời ơi, gì vậy? Chạy bán mạng vậy? Đúng người ta kìa. Không chịu xin lỗi nữa. Chạy dữ vậy? Cướp gì vậy? Đứng lại. Chạy gì ghê vậy? Cướp đó. Bảo bảo vệ đi. Không kịp rồi. Tức thiệt á. Đã xong hết chưa? Cảnh sát tới. Trốn đi. Cảnh sát tới hả? Bây giờ làm sao đây? Rút lui trước đã.
Đứng yên đó, không được nhúc nhích. Khoanh tay chịu trói đi. Đứng yên rồi nè, xuống đây bắt đi. Đừng ở đó thách thức tôi. Bắt liền đi. Giơ tay lên. Tôi kêu anh giơ tay lên. Giơ tay lên. Tôi biết hết tẩy của cô rồi. Cô thua rồi nha. Tôi thật không thể ngờ được. Thì ra anh chính là tay chân của bọn xấu xa. Muốn kết tội tôi thì đưa bằng chứng ra đã chứ. Không thì để cho tôi đi. Anh phải bị bắt. Tôi không để cho đồ xấu xa như anh tự do đâu. Cô định bắt tôi kiểu gì đây? Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Cô dám chơi lớn vậy hả? Trời ơi, trời trời, cô khiến tôi ngưỡng mộ thiệt nha. Cô hy sinh thân mình bắt cướp luôn. Thưa sếp, tôi bắt được đối tượng rồi đây. Anh thấy chưa? Tôi đâu phải tới đây để chơi đâu. Tôi tới để làm việc đó. Tôi tin tưởng cô mà. Tôi nghĩ cô làm được. Kế hoạch gửi hàng mẫu của bác Sổn coi như thất bại rồi. Cứ theo kế hoạch, khi Su Nanh về tới, kêu hắn tới đây gặp tôi. Tôi có phần thưởng cho hắn. Trong kế hoạch có bao gồm cả việc bị cảnh sát bắt không? Nghĩa là gì? Su Nanh bị thằng Sơm Chai bắt đi rồi. Đây là cái gì? Giấy nháp để tính tiền. Chứ cô tưởng là gì? Tiền hả? Hay là ma túy? Nè, nhìn cái mặt anh ngây thơ như vậy, không ngờ lại làm ra những chuyện ngoài vòng pháp luật. Uổng công tôi cứ tin tưởng anh là người tốt chứ. Cô đang vừa đấm vừa xoa hả? Nói tới như vậy mà anh còn chưa hiểu nữa hả? Tôi chưa bao giờ nhận mình là người tốt hết. Tại cô tự nghĩ vậy thôi. Bớt lẻo mép giùm đi. Khôn hồn thì thành thật với tôi. Anh có dính dáng gì tới vụ này?
Tôi không biết cô đang nói về vụ gì, nhưng cô mà cúi xuống một chút nữa thì sẽ rất hấp dẫn đó. Đồ háo sắc. Cô tự cúi xuống mà. Biết sao được, mở trêu trước miệng thì mèo nào mà chế. Cũng hot lắm mà nha. Cô ra ngoài đi. Để tôi thẩm vấn. Dạ. Còn chờ cái gì nữa? Dạ đâu có chờ gì. Vậy thì ra ngoài đi. Đội trưởng muốn tôi ra ngoài chờ hả? Đương nhiên rồi, là luật mà. Ra ngoài đi. Dạ. Hồi nãy tôi có gọi ly cà phê đó. Cái này gọi là lấy đá đập vào chân của mình. Kế hoạch lần này coi như là xong. Tôi không ngờ chuyện lại ra như vậy. Tôi đã cố tình chọn một cảnh sát tay mơ như vậy mà lại bắt được cậu. Cậu làm cái gì vậy? Sao lại dễ bị bắt dễ dàng như vậy chứ? Ai mà ngờ bà cô đó xuất hiện đột ngột đâu. Mà quan trọng là tôi quen biết bà cô đó từ trước. Tôi chỉ không biết đó là cảnh sát trực thuộc đội của anh thôi. Sao mà trùng hợp dữ vậy? Chuyện đó nói sau đi. Xử lý chuyện này trước đã. Tôi bị bắt vì hàng trắng. Nếu ngay ngày mai tôi được thả ra thì bảo đảm ngày hôm sau xác của tôi sẽ nằm lăn lóc ngoài đường. Sao lại để chuyện này xảy ra chứ? Tay trong của chúng ta coi như bị loại. Bây giờ tính sao đây? Đây là chuyện tôi không ngờ tới. Không ngờ cha ba lại bắt được cậu ấy. Quá bất cẩn. Bây giờ phải đau đầu nghĩ cách giải quyết đây. Cậu ta bị bắt cùng tang vật sao? Dạ không có. Coi như vẫn còn chút may mắn. Cũng may là không có chứng cứ. Chứ nếu bắt kèm với tang vật mà lại thả cậu ta ra, tôi thật không dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Có khi việc chúng ta bắt lầm tay trong như vậy lại là việc tốt. Ít nhất là việc cậu ta bị cảnh sát bắt lại tạo được lòng tin. Tôi nghĩ tên Tony đó sẽ tin tưởng tay trong của cậu hơn. Được rồi, cậu làm giấy thả người đi. Đừng kéo dài nữa. Dạ sếp. Anh ta biến đâu mất tiêu rồi. Chị ơi, chị có thấy người bị tình nghi ngồi trong này bị giải đi đâu rồi không? Người bị tình nghi hả? Cái anh nhìn rất đẹp trai có phải không? Đúng rồi. Hình như đội trưởng ký giấy thả ra rồi thì phải. Thả ra rồi hả? Tại sao lại thả ra chứ? Việc này thì chị cũng không biết. Hay là em tự mình đi hỏi đội trưởng đi cho rõ nha. Tại phim TV. Dạ. Wait. Có vấn đề gì? Để có thể bắt được anh ta về sở cảnh sát, chúng tôi đã phải truy bắt rất khổ sở. Tình huống lúc đó rất nguy hiểm cho mọi người. Thậm chí tôi xém chút nữa là bị bắn chết rồi. Ý tôi là gần giống như vậy đó. Rồi sao nữa? Vậy thì tại sao đội trưởng lại thả anh ta ra một cách dễ dàng như vậy chứ? Bởi vì chúng ta không có bằng chứng. Cô muốn bắt anh ta tội gì hả? Hay là cô muốn bắt anh ta với tội
tàn trữ giấy nháp tính tiền. Cô làm tiếp chuyện của mình đi. Dù gì cũng cảm ơn cô vì đã thực hiện nhiệm vụ một cách đàng hoàng. Nhưng mà từ bây giờ không được làm gì vượt ngoài mệnh lệnh của tôi nữa. Cô có hiểu không? Dạ. Quan đã. Lần này là anh may mắn thoát được, nhưng vận may không phải lúc nào cũng tới với anh đâu nha. Một tháng 30 ngày nghĩa là tôi có thể thoát được thêm nhiều lần lắm. Anh đừng có mà léo mép với tôi. Tôi không phải là bạn bè của anh. Tôi cũng không dám kết bạn với cảnh sát như cô đâu. Không biết cô là nữ hay là nam để tóc dài nữa. Nếu cô là nữ thì nhìn có hơi bằng phẳng đó. Nếu có chuyển giới thì bơm bự như Linda đi. Có bộ cô không được ông trời thương ban cho là con gái mà lại có hai cái lưng. Nếu cô mà là đàn ông á, thêm trái khế nữa là y chang chuyển giới, miễn cưỡng nhìn cũng được. Anh đừng có mà coi thường tôi đó nha. Tôi chỉ nói những điều tai nghe mắt thấy mà thôi, mà phải công nhận nó bằng phẳng thiệt. Cái tên kia, cứ việc mạnh miệng đi, tôi sẽ không để cho người xấu nhanh tự do. Một câu cũng xấu, hai câu cũng xấu, vu khống người khác mà không có bằng chứng như vậy là không tốt lắm đâu. Cứ coi như là tôi xấu xa thiệt. Cô cứ ráng mà truy bắt tôi đi, nhưng mà đừng có tổ trác giống như hôm nay. Tôi đi đây, tôi có chuyện gấp. Đột đi. Sao lại để chuyện này xảy ra như vậy được chứ? Thằng Su Nan đã bị bắt rồi, giờ tính sao đây? Alo. Cậu được thả tự do rồi sao? Ừ. Cũng may. May là cậu không giữ gì làm bằng chứng. Còn người của đại tướng. Thôi được, tôi sẽ nói chuyện với chú Côn. Su Nan được thả về nhà rồi. Cảnh sát không làm gì được hắn vì không có bằng chứng. Nhưng mà thực ra mấy chuyện nhỏ nhặt này lẽ ra không nên để thất bại. Bắt sỏn, việc như vậy mà cũng làm không xong. Dạ con xin lỗi. Giao cho phụ nữ làm là sôi hỏng bỏng không. Xin hãy cho con thêm một cơ hội nữa. Cô còn mặt mũi để xin thêm cơ hội nữa sao? Cô biết lần này thiệt hại bao nhiêu hay không? Cả chục triệu lần đó. Cũng còn may là lần này chỉ là hàng mẫu được đem ra bán thử mà thôi. Nếu là lô hàng lớn, thiệt hại tới hàng trăm triệu, cô có chịu trách nhiệm nổi không? Chưa kể nữa để tướng Di Xuyên biết, tôi phải giải thích sau đây. Xin chú bất giận. Riêng với tướng Di Xuyên, tôi có cách nói chuyện, bảo đảm ông ta sẽ hết giận. Kiểu gì cũng phải giữ ông ta lại cho bằng được. Nếu không chúng ta sẽ bị mất đi một nguồn thu rất lớn. Không phải chỉ là hàng trắng, mà còn vũ khí chiến tranh nữa. Nếu vậy, chú cứ giao cả lô hàng trắng lớn đó và vụ này cho tôi. Vậy cũng tốt. Nếu cậu đã nhận lời ra mặt, tôi cũng cảm thấy yên tâm hơn phần nào. Sao lại để thất bại chứ? Tôi cũng đang muốn biết. Tự nhiên cảnh sát lại ở đâu xuất hiện? Rất có thể có nội gián tiếp tay. Hoặc là... Hoặc là cái gì?
Bữa trước ông Tony nói chuyện riêng với tôi, kêu tôi ngăn cản chị, nhưng tôi không chịu làm theo. Giờ lại xảy ra mấy chuyện này, khó mà nghĩ theo hướng khác được. Là Tony. Tới khi nào anh mới hết quấy rối, cắn phá tôi đây? Rõ ràng là tôi và anh không thể nào đội trời chung được. Làm trò gì vậy? Nhìn em ngầu không? Được không đại ca? Cũng ngầu lắm, mà coi chừng bị bắn chết đó. Trời ơi, anh cổ vũ em một câu được không vậy? Nâng tinh thần làng em lên một chút. Sự thật là vậy mà, mày ngầu thì được cái gì? Có giỏi thì đừng để bị trúng đạn. Biết rồi mà. Nhưng mà ai cũng được trổ tài hết. Anh Rakan nè, rồi anh Gen nữa. Còn em thôi à, chừng nào mới được tỏa sáng đây? Anh nói đi, em chờ lâu lắm rồi. Tỏa sáng một lần rồi tắt luôn hả? Trời ơi, anh nói vậy chẳng khác nào lấy súng đập thẳng vào mặt em luôn đi. Tàn nhẫn vừa thôi, anh cho em nguồn động lực đi chứ. Thiệt tình. Anh Sunan tới đây làm chi vậy? Sao không gặp nhau ở nhà? Muốn biết hả? Đi hỏi ông chủ đi. Trời ơi, trời. Thù lao lần này. Cảm ơn ông. Không đếm luôn hả? Không cần phải đếm. Tôi biết ông sẽ không để tôi phí công. Tôi thấy thắc mắc một chuyện. Sao thằng Sơm Trai lại biết được việc giao hàng trắng? Tôi cũng chỉ học hỏi từ ông kinh nghiệm. Kinh nghiệm gì? Chính tôi là người báo cảnh sát. Tôi báo về chuyến giao nhận hàng trắng này để cảnh sát nhúng tay. Bởi vì nếu như tôi làm hư chuyện của chị Park Son, chú Cole sẽ không tha cho tôi. Tôi phải tự lo thân tôi. Cậu học hỏi nhanh lắm. Cảm ơn ông. Chuẩn bị đi, tôi có việc lớn cho cậu làm. Dạ. Cậu không hỏi tôi là việc gì à? Tôi đâu cần thiết phải biết chứ. Tới lúc cần thì ông cũng sẽ tự nói. Biết sớm cũng vậy mà thôi. Cậu thấy tài nghệ của thằng Gân như thế nào? Hình như nó giỏi hơn rất nhiều. Nhưng chúng ta vẫn chưa nói chính xác được. Bởi vì đó chỉ là tập luyện mà thôi, chưa phải đánh thật.
Rum Ran. Dạ, sao anh Prakan? Anh hỏi một chút. Ghen luyện võ thêm sao? Chuyện đó em cũng không biết, vì anh Ghen không có nói với em. Mà sao tự nhiên anh lại hỏi chuyện này vậy? Cũng không có gì. Tại anh thấy nó tập với Sunan, anh thấy thú vị lắm. À, vậy hả? Người tên Rakan này hình như là người thường thăm dò tin tức cho ông Tony. Phải cẩn thận với hắn. Ông chủ kêu mình làm gì vậy ta? Chúng ta sắp sửa có phi vụ lớn. Là phi vụ gì ạ? Nhận hàng từ đại tướng Di Xuyên bù lại việc bắt Sỏn làm hư chuyện. Vụ lần trước Sunan bị thất bại là do cậu ta nhận lệnh từ tôi. Nhưng lần này rất quan trọng, tuyệt đối không được thất bại. Đã rõ. Còn thằng Bin thì sao? Cậu nói với nó, lần này tôi sẽ có việc dành riêng cho nó. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Anh Rakan, ông chủ nói sao vậy? Kêu chúng ta nhận hàng từ tướng Di Xuyên. Có nghĩa là đã tới lúc trổ tài rồi đúng không anh? Ông chủ còn nói sẽ có việc dành riêng cho cậu làm. Wow, ông chủ yêu thương Bin tới mức này luôn. Hạnh phúc quá trời. À, anh Rakan nè, anh hỏi anh Ghen thử xem đã đi luyện võ ở đâu mà giỏi hơn dữ vậy? Nhìn mày cứng cựa hơn nhiều đó. Đánh giỏi lắm. Chỉ là tự vệ thôi. Lỡ gặp bọn chó điên cắn thì còn có thể tự vệ chứ. Sunan, người này với Ghen đã xảy ra chuyện gì? Sao nó có thể đánh như người chưa từng bị thương được? Có chuyện gì vậy? Chúng sẽ ra tay vào thứ sáu. Thứ sáu này sao? Phải. Ông Tony sẽ hẹn gặp mặt tướng Di Xuyên ở ba của Bắc Sỏn. Đại tướng Di Xuyên sao? Đúng vậy. Ông Di Xuyên thì liên quan gì chứ? Tôi cũng không biết lý do. Nhưng mà có một chuyện tôi nghĩ anh nên biết. Là chuyện gì? Là chuyện thằng Ghen.
ông chủ có chuyện gì? Cậu kiếm vài thằng du côn dây đánh hội đồng để thử khả năng của thằng Gân. Để làm gì? Tôi muốn xác minh một vài thứ. Cậu không để ý hay sao? Từ sau khi thằng Gân quay trở về đây, nhìn nó có vẻ cứng cáp hơn. Không hề giống như lúc trước. Như là hai người khác nhau vậy. Nếu vậy, ông chủ muốn tụi du côn chơi nó ở mức độ nào? Bầm dập chút xíu thôi. Không chết là được. Quan trọng nhất là đừng để cho nó biết ai là người ra lệnh. Tôi biết rồi. Sao rồi? Đã thấy nó rồi. Nếu vậy bắt đầu đi. Dạ. Đừng quên quay phim lại đó. Để đó cho tôi, yên tâm đi. Nướng nè. Cảm ơn. Anh làm gì mà đụng chạm tới đám du côn đó vậy anh? Cũng không biết nữa. Cũng có thể tụi nó đánh làm người. Cũng may có em tới kịp, cảm ơn nha. Có gì đâu anh. Hồi đó anh là người cứu mạng em. Nếu như không có anh thì bây giờ em không đứng đây rồi. Ơn cứu mạng của anh cả đời này em cũng không quên. Cứu mạng? Thì đúng rồi. Trời, đừng nói là anh không nhớ gì hết nha. Từ mặt anh luôn á. Nhớ ra rồi. Ờ, vậy còn coi được. Thôi, em chở anh về. Lên xe đi.
không biết bây giờ ra sao rồi. Cái thằng Gân này, có phải vì em làm mắt cô ấy bị mù nên em mới lén chăm sóc cô ấy không? Nó mạnh tới cửa vậy sao? Dạ đúng. Đúng là nó thay đổi rất nhiều. Ông chủ muốn làm gì tiếp theo đi? Để ý theo dõi nó. Tôi biết rồi. Hồ sơ chất cả chồng như vậy, chắc là làm nhiều chuyện xấu xa lắm chứ gì. Cùng thì anh ta đúng thật là một kẻ xấu xa. Đồ xấu xa, tôi sẽ không để cho anh đắc ý hoài đâu. Anh nhất định sẽ biết tay tôi. Su Nan xấu xa. Mình cứ đứng ở đây canh chừng, thế nào cũng phải về nhà thôi. Ui, đói quá. Kiếm cái gì đó bỏ bụng cái đã.
nạp đủ năng lượng rồi. À cô à, cho một ly Americano. À, xin lỗi không mua nữa. Nè, cái anh kia, nè. Không có gì để nói với cô. Nhưng mà tôi có. Cô muốn nói cái gì? Tôi nhất định là sẽ bắt người làm nhiều chuyện xấu như anh phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Nằm mơ đi. Mơ, mơ. Mơ hả? Đứng lại đó. Sao anh dám hôn môi tôi hả, đồ xấu xa kia? Tôi không có hôn cô. Xe ở đâu chạy tới nên tôi giúp cô thôi. Tự nhiên trúng chứ bộ. Tự nhiên trúng, đáng ghét. Anh đúng là đồ xấu xa. Tôi đã nói không có cố ý rồi. Làm gì thấy ghê vậy? Vậy hả? Anh nói không có ý mà tôi dính chữ như vậy. Nếu anh có ý chắc chắc tôi mất hết trinh tiết luôn rồi quá. Người như cô hả? Cho thêm tiền tôi cũng không ham nữa. Y như đàn ông, ai thèm đụng vô. Quá đáng thiệt chứ, còn dám nói coi thường tôi đó. Đừng qua đây. Làm cái gì vậy hả, đồ xấu xa kia? Ai thèm sợ cô đâu. Cái gì? Thì xin lỗi, xong chuyện. Nói xin lỗi là xong á hả? Anh là ai mà dám cướp nụ hôn đầu của tôi chứ? Tôi giữ bao nhiêu lâu rồi anh biết không? Trời đất, nụ hôn đầu hả? Nào giờ không có ai xử cô luôn hả? Đáng đời cô. Anh dám nói vậy với tôi đó. Nè cô. Cô. Nè, nè cô. Tự cô nhào vô tôi không có liên quan đâu. Ai đó? Nè, đừng có qua đây nha. Bước qua đây là tôi liều mạng đó. Muốn làm cái gì chứ? Tránh ra. Nè cô. Lát nữa sẽ còn thú vị hơn. Nếu bây giờ tôi cho cô cởi đồ ra. Hả? Thì tôi nên làm gì cho vui ta? Làm cái gì chứ? Anh bị điên rồi. Cái đồ háo sắc, thả tôi ra chứ. Thả tôi ra. Hả? Hả? Cô nói gì? Tôi nghe không hiểu gì hết. Cô ghê gớm quá. Hay vậy đi, bây giờ tôi sẽ bắt cô cởi đồ ra từng cái một, từng cái một, rồi chụp hình cô, quay phim cô, rồi đăng hết lên mạng xã hội. Không thì Instagram của cô, được không? Để coi cô còn giấu mặt đi không. Cái đồ xấu xa. Anh đúng là đồ bị tâm thần rồi. Cô còn la lố cái gì nữa. Thôi yên coi. Ôi, muốn làm cái gì đó? Sao cô đá vô chỗ hiểm của tôi? Anh có mau thả tôi ra chứ. Được. Nếu đã vậy, giờ tôi chụp hình cô trước đã. Chụp làm cái gì vậy? Không được chụp. Cô có Instagram không? Đây rồi. Để tôi chụp hình cô thật đẹp, rồi sau đó đăng hết hình lên mạng xã hội. Không được, không được, không được. Không được chụp. Đừng chụp mà. Đừng mà. Không được chụp. Đẹp, đẹp. Không được chụp. Thêm bô nữa nha. Con cười. Anh không được chụp nữa. Đăng rồi không xóa được đâu. Anh không được làm như vậy với tôi. Cũng đẹp. Dừng lại. Nghe chưa? Trả lại điện thoại cho tôi mau lên. Trả lại cho tôi mau lên. Xong xuôi rồi. Cái gì? Xong xuôi cái gì? Hả?
Tôi đăng hết rồi. Cô dãy dụa làm cái gì? Đừng có đụng vô tôi. Này. Anh là đồ xấu xa. Tránh ra. Tránh ra. Anh kia. Anh kia. Nè. Cỏ đó không vậy? Anh ta nói đăng hình mình hả? Không biết mặt mũi mình ra làm sao. Mặt tôi có đẹp không vậy? Anh quay lại đây.